ngu cơ, ngu cơ, hãy theo ta vượt khỏi dòng khói lửa, bước đường cùng Tử Lộ đã kề bên. Nghe đâu đây tiếng sông vờ vang gành, cơn chiến bại ô giang đành cạn lui. Chăng nàng muốn nói theo tiếng sâu hoài rai rứt đỉnh côi kê giống lại khúc bi ca. Chúa công ơi, mau tàn quân đã ướt đẫm sân khê, mà tiếng sáo vẫn vọng về cung ly hận. Trời ơi, tiếng sáo thê luôn như mỉa mai, người tuyệt vọng đang lướt gió buông trường trọng tiếng trống kinh hoàng. Các bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn, ta nghe bên tai còn vang vẳng giọng hoài của tiếng sáo trường. Ta có ngờ đâu một đời ngang dọc dễ dùng của hạng võ Sở Ba Dương, ngày nay gặp bước cùng đoàn ba ngàn tử đệ vong. Mặc
tiếp với bốn bề khói lửa. Kìa sao chúa công bỗng dưng rơi lệ, đừng nào lòng cơn tử biệt sanh ly. Quên thiếp đi và quên những ngày qua, nơi cung điện vàng son rực rỡ, bên ô gian còn dương mùi khói lửa, thì thành quách nào chịu đựng cảnh phong ba. Nhìn nhau giọt lệ tuôn xa, lệ pha máu hận chan hòa chiến y. Sông triều giang phúc chia ly, như đưa tiền một người đi không về. Chúa công, thiếp thần xin vĩnh biệt. Ngu cơ, ngu cơ, nàng chết rồi máu nhuộm bên ô gian, bỏ ta lại giữa bốn bề khói lửa. Bơ đình trưởng, hãy chèo đò đến đây đưa ta qua sông. Bơ đình trưởng, ai lên tiếng kêu đò dưới bên? Có phải chăng tiếng của Sở Bao Dương? Phải, hãng gió này đang gặp buổi tai ương, nhờ đình trưởng hãy đưa ta qua bên. À, thế ra ngài là hãng gió đây à? Tại sao ngài đi đâu nhất nhân nhất mã? Trước đông phong tơi tả mảnh nhung bào, rồi cả 3000 tử để ở nơi đâu? Sao không thấy đứng hầu bên chủ tướng vậy á ngài? Đình trưởng ơi mang chí cả, nhưng trời không tựa, ta phải xa cơ vì quỷ kế của lưu bang. Giữa đêm buồn gian tiên sáu trương lương, đã đưa ta đến con đường tuyết lộ. Bởi thế nên ngày nay hạng võ Sở Ba Vương phải nhức nhân nhức mã, lạnh lùng trong gió ngựa neo biên thùy. Ngài có nhớ chăng, ngài đã có lần nhờ tôi đưa khỏi bến sông này. Khi ấy tôi có hỏi ngài, vậy chứ ngài đã chiếm được một phần giang sơn đất hơn, nhưng lòng của dân ngài đã chiếm được hay chưa? Ngài ngạo nghễ nhìn tôi nheo đôi mắt không trả lời câu hỏi. Vậy lo ngài tuốt gươm và cất tiếng cười rộn rã, một cánh tay cũng lệch đất nghiêng trời. Mà có ai dám ngờ ngày nay uy quyền không, cung điện cũng không, người yêu mất cơ đồ cũng mất. Ngài ôi, khi người ta toan chinh phục lòng dân bằng quyền uy bằng võ lực, thì găm dốc cơ đồ đâu hướng được bền lâu. Thì đó, ngài có thấy không, trước khi kia ngài đến đây với mấy vạn binh nhung, nước ô gian còn giật mình xám mặt. Ngày nay trong cơn thất thế, ngài đi đâu lờ lao có một mình? Ngài ôi, đến nay có lẽ ngài nhớ đến câu cay đắng nhục dinh đời, đâu có chi vững bền trường cửu. Mảnh trăng mới khuyết chưa tròn, tay không hàng gió lại quần tay không. Đình trưởng, người nói chi phải, ta hiện giờ chỉ là một tên chiến bại, cả một thời oanh liệt đất Giang Đông. Đến ngày này sự nghiệp vẫn hoàn không, ta còn muốn sang sông làm chi lỡ? Không không, tôi tuy là kẻ chèo đò dốc rác, thấy chuyện đời cũng bàn bạc một vài câu, chớ trước tình cảnh của ngài giả tôi cũng nao nao. Vậy ngài cứ xuống bên tôi sẽ đưa dùm làm nghĩa. Không, ta còn sang sông làm chi nữa, bởi thân ta giờ đây chỉ là một kẻ tàn quân chiến bại giữa xa trường. Bao kẻ vì ta đã ngã gục bên đường, ta
cảm ơn ngươi đã nói với ta những lời chua chát tuy quá khổ phàn nhưng rung động lòng ta. Bởi năm xưa ta đã từng quanh liệt cõi gian đông, một tiếng thét núi sông còn rung chuyển. Ngày hôm nay sau một cơn binh biến ta lại trở về đây với một tấm thân tàn. Ngày cuối cùng của một võ tướng lừng danh cơn thất thế bị dây nơi cai hạ, mở huyết lộ ta lên lưng tuấn mã, nhìn lại bên mình không một đứa tàn binh. Chẳng biết ta xa cơ gì tiếng sau của Trương Lương hai, cũng bởi lòng dân công phận thôi thôi đình trưởng người ơi hãy cắt lấy đầu ta đến tháng dinh lãnh thưởng, ta còn sống làm chi cho đau đớn.